Đâu chào bạn nha. Hôm nay ở sau lưng mình là công ty Vixin. Công ty Vixin nè, nó đang tuyển gấp 50 người lao động phổ thông không cần có tay nghề và không cần yêu cầu tuổi tác, là bao nhiêu tuổi cũng làm được. Vô các cái chỉ phụ việc, phụ việc làm cho công ty. Nó có tuyển còn tuyển chính thức là tuyển nhân viên kho, công nhân mai, QC nè, QA nè, rồi cắt chỉ, công nhân cắt chỉ, ủi hơi nữa nè, nhân viên xuất khẩu, nhân viên thu mua, nhân viên quản lý nhân sự, là quản lý nhân sự, nhiệm vụ theo dõi đơn hàng, theo dõi đơn hàng, thu nhập cao, bảo hiểm rồi đầy đủ, tiền thưởng cao, lợi tốt, thì cũng y như bao công ty khác, là tiền thưởng là mỗi năm nó có một tháng lương. Mỗi năm có một tháng lương thì bảo hiểm này cũng đóng bảo hiểm như người ta, là đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân mình ha. Đó, đơn xin việc thì thường thường là một đơn xin việc, một sơ yếu, hai cái sơ yếu lý lịch, hình ba tấm hình đó. Những cái đơn đó là ở trên tấm đơn là đơn thì có cái mọc tròn, các bạn, mọc tròn của công an xã đó, nhân là nó chứng đóng mọc vô. Bữa nay công ty có là công nhân vô, bây giờ nay chủ nhật hàng gấp. Người hàng gấp thì chủ nhật người ta làm dữ lắm. Công ty này nó người ta mới treo bảng tuyển luôn á. Nó gần Tết rồi, ta tuyển cho qua Tết làm hay sao. Nên là giờ ta tuyển nhiều đó. Dạng này đối diện chợ Vixin nè, thấy không, chợ Vixin nè, chợ này là chợ Vixin, chợ ngã tư Bình Chữ, chợ Bình Chữ nha, thấy không, đường ngã ngoài đó là ngã ba Bình Chữ nè, đó. Bên chợ đó giờ đi sẵn đi chợ á, sáng tiện này quay cho các bạn thấy cái công việc làm ở đây có tiền nè. Thì các bạn nào ở quen biết mà ở chợ Bình Chuẩn á, không thì lại đây xin việc các bạn đó. Thì có nhiều người á, không biết ngay chợ Vixin á, thì hỏi người ta ngã ba Vixin hoặc chợ Vixin hoặc chợ Bình Chuẩn, không, nó đối diện ở chợ Bình Chuẩn đó. Chợ Bình Chuẩn á, công ty này là công ngày xưa là công ty Trung Quốc, mà không biết bây giờ là có đổi lại không, không, lương thì thấy rất ok. Thầy ngày xưa mình cũng có làm như này rồi, không, lương thấy ổn định, đúng không? Đúng không? Các bạn nào cần làm thì hãy xin việc làm cho đây nè các bạn. Đó, gần Tết thì mình thấy thường thường là đi xin việc làm cực lắm. Không, nên là anh em nào có khi mà chưa có việc làm á, mình nên là tham khảo công ty nào á,
lương khá ổn định rồi mình ha vào làm, chứ mình nhảy 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 bài nhảy cái nó không hay. Với phần lương bổng này kia của mình á là bị hao hụt khi mà mình đi tìm việc đó, là hao hụt trong vòng đó là nửa tháng, cho bình quân mình mất đi mình một tuần đi, một tuần mình đi tìm được công việc đi, mà một tuần đó là mất hết là cái đồng lương đó là nó hết tuần. Thì có nhiều người ta tìm việc cũng được, nó không có tay nghề tìm việc cũng được, có tay nghề thì mình tìm việc nó dễ, không có tay nghề là đi tìm cái tháng trời luôn không có luôn, không có công việc gì hết luôn, chỉ có làm hồ thôi. Mà làm hồ đi làm mà có nhiều người ta làm công ty đó, làm nhẹ quen rồi đi làm hồ cái nó không có nổi. Đó, nhân giờ nè đó. Đi làm hồ á làm nổi, làm nổi và làm bữa bữa nghỉ không nặng lắm. Đi làm hồ rồi các bạn vác cái xi nè, nó vác xi rồi vác đá nè, trời ơi sưng hết nhai luôn các bạn ơi. Phải lấy đồng tiền của người ta dễ đâu, thì mình đi làm công ty thì nó nhàn hơn tí không, nhưng mà cái thời gian của mình thì nó không có. Cố gắng mình làm thời gian mình vô làm công ty thì làm bán thời gian mà làm cho nó ấy ha. Đó thôi, các bạn và các bạn thấy hay thì nhớ like và subscribe kênh mình để có thêm những video tiếp theo các bạn. Chào mọi người.